Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá hàng ngày và theo ta. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai mất mạng sống vì ta sẽ được sống. Vậy nếu con người được lợi đãi cả thế gian mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình thì được ích gì? Bởi lẽ khổ kẻ nào hổ thẹn vì ta và vì lời ta, thì con người cũng sẽ hổ thẹn khi họ đến trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Chúa Cha và các thiên thần. Đó là Thánh Andrê không, trước khi chết đã khẳng khái nói:
cho dù có phải bị lưu đày, cho dù có phải bị giết chết vì Chúa, tôi cũng không bao giờ chối đạo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chính lòng yêu mến Chúa thầm sâu, chính lòng trung thành với Chúa mãi đến cùng mà các thánh tử đạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống, đã liều mất mạng sống của mình để dân Chúa ngày càng được cả sáng hơn, để đất nước Việt Nam chúng ta trổ sinh nhiều các vị đô hộ là chúng ta đang ở đây. Kính thưa quý bà và anh chị em, sở dĩ mà các thánh tử đạo Việt Nam dám can đảm hy sinh mạng sống của mình, dù biết rằng mạng sống của con người là quý giá nhất, là không có gì có thể thay thế được, đó chính là bởi vì mỗi ngày các ngài đều muốn đi theo sát Giêsu hơn, cho nên các ngài sẵn sàng đón nhận thập giá của đời mình. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói: ai muốn theo ta hãy bỏ mình, vác thập giá hàng ngày và theo ta. Các thánh tử đạo Việt Nam đã can đảm chết vì Chúa cũng bởi vì các ngài đã tin vào những lời mà Chúa Giêsu đã nói: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai mất mạng sống vì ta thì sẽ được sống. Cho nên cho dù phải đối mặt với những hình phạt dã man tàn bạo nhất, như là bị đánh tử thương, như là bị xử trảm, bị xử giáo, bị thiêu sống, bị lăng trì, bị bá đao, bị chết rủ tù, các thánh tử đạo Việt Nam đã không bao giờ chùn bước. Kính thưa quý bà và anh chị em, ngày hôm nay tình trạng bắt hại các Kitô hữu vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới. Nhưng ít ra trong môi trường mà chúng ta đang sống, trong xã hội mà chúng ta đang sống, không ai có quyền bắt chúng ta phải chối bỏ đức tin của mình, không ai có quyền đe dọa và xâm hại đến mạng sống chúng ta vì chúng ta là những người tin Chúa Kitô. Thế nhưng trong môi trường và xã hội mà chúng ta đang sống, vẫn còn đó rất nhiều những chọn lựa, những đam mê rất hấp dẫn chúng ta, mà những chọn lựa đó, những đam mê đó, nó ở ngoài Chúa. Và khi chúng ta chọn lựa chúng, khi chúng ta đi theo chúng, là chúng ta càng ngày càng phá nhạt lòng mến của mình đối với Chúa Giêsu. Chúng ta càng ngày sẽ càng bớt tin cậy vào Chúa Giêsu, và kết quả là chúng ta sẽ chối bỏ Chúa Giêsu một ngày nào đó mà chúng ta không hay không biết. Cho nên xin cho mọi người chúng ta biết noi gương các thánh tử đạo Việt Nam là luôn trung thành, yêu mến, tin tưởng Chúa Giêsu đến cùng trong mọi hoàn cảnh sống của chúng ta, cho dù đó là những hoàn cảnh khó khăn và gian nan nhất. Bởi vì các thánh tử đạo Việt Nam, cho dù máu chảy đầm rơi, các ngài vẫn luôn yêu mến, vẫn luôn trung thành đơn cùng. Và vì thế mà các ngài đã tìm được sự sống mới, sự sống đời đời trong nước Thiên Chúa. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái vào dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được cùng với các ngài hợp tiếng ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Mời đoàn đứng chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin Kinh Mô Thiên Chúa.
anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam đã can đảm làm chứng cho Đức Kitô bằng chính mạng sống mình. Các ngài là những chứng nhân đã sống hết lòng tin tưởng, yêu mến Chúa và trung thành với giáo hội. Với tâm tình cảm phục và mến yêu các bậc anh hùng trong đời sống đức tin, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình và thập giá mình hằng ngày mà theo. Xin Chúa cho các mục tử trong hội thánh Việt Nam luôn nhiệt thành và can đảm chấp nhận mọi khó khăn thử thách trong sứ vụ loan báo tin mừng cho con người thời đại hôm nay. Vì tình yêu Đức Kitô và phần lỗi của nhiều người, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. Yêu người và tình yêu quê hương dân tộc. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết tìm hiểu và nhìn nhận sự thật, nhờ đó bỏ đi mọi thành kiến sai lầm về người công giáo, để cùng cộng tác với nhau xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Chúng con cầu xin Chúa. Can đảm tin xưng niềm tin vào Đức Kitô bằng một lối sống trung thành với lời Chúa dạy và ăn say rao truyền tin mừng nước Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. Sẵn lòng đón nhận thánh giá mỗi ngày với một tình yêu lớn nhất dành cho Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và chị em đồng loại theo gương các tử đạo Việt Nam. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những chứng nhân đức tin anh dũng. Nhờ lời các ngài nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa và chúng kiên đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.